Xin chào các bạn. Xin chào bạn Hồ Đăng Hòa. Lâu lắm rồi mới lên livestream với các bạn nha. Các bạn rảnh thì vô livestream với Tám cho vui. Dạ, cảm ơn bạn Hồ Đăng Hòa. Hôm nay tình hình thế giới quá căng thẳng cho nên là Tám nằm im cũng không có được, cho nên cũng phải nhúc nha nhúc nhích cái người chút xíu để ông thôi nằm riết rồi coi chừng á, bom nguyên tử nó thả xuống rồi chạy không kịp. Cho nên là phải lên nói chuyện các bạn. Lên nói chuyện các bạn chút. Xin chào các bạn bên YouTube. Xin chào Yến Nguyễn ở bên YouTube nha. Không có trốn đi đâu mà tự nhiên nằm ở dưới hầm á, cho nên bây giờ bom hạt nhân nó sắp bỏ xuống rồi, nó vực Tám dậy rồi, nó moi Tám lên rồi, cho nên nay Tám phải chịu, phải phải lên lại thôi, chứ không có là hả? Bom nó moi lên á. Nếu không lên kịp á coi chừng á, bơm nó rớt xuống chả không có cơ hội livestream nữa đó. Không có cơ hội livestream nữa nha bà con. Bạn lên cắt nha, không có là không có cơ hội đó. Thì lâu lắm rồi bạn không thấy Tám lên, thì bây giờ Tám lên các bạn phải ủng hộ nha, phải ủng hộ Tám nha. Hôm nay cả nhà muốn nói chuyện gì, cùng nhau nói chuyện cho vui nè. Các bạn làm ơn comment đi cho Tám nha. Hôm nay cả nhà muốn nói chuyện gì để Tám nói chuyện với cả nhà cho vui. Đêm thôi nhà rung quá à. Bơm rơi đạn lạc. Chào bạn Quang Nguyễn. Tám đang đợi cả nhà vô đó. Nhà làm ơn comment vô nha, nói cho Tâm biết nha. Dạ, chào Đức Huy Hùa, chào Tình Đô. Cả nhà muốn nói chuyện gì Tâm nói chuyện với cả nhà, lâu quá không gặp, chúc cả nhà khỏe nha, bình an mọi chuyện nha. Cộng sản ủng hộ hả? Cộng sản ủng hộ Nga hả bạn Đức Huy? Cộng sản thì tất nhiên là phải ủng hộ cộng sản rồi, chứ nếu mà nó không ủng hộ cộng à, nó mà không ủng hộ cộng sản thì vài bữa nó thì thằng Putin nó cho nó đá giò vô trong mặt quắc luôn. Độc tài cộng sản thì nó phải ủng hộ lẫn nhau. Nga tuy là làm bộ dân chủ nhưng mà thật ra cái đuôi vẫn là cộng sản. Nga rồi tới Trung Quốc hợp lực để nhau đánh khối Tây phương. Xin chào bạn Minh Tuấn Đỗ. Ok các bạn. Thì bây giờ là như vậy. Thì như các bạn cũng đã biết rồi, hồi trước giờ Tám cũng luôn luôn nói, thì các bạn coi cái vấn đề mà chiến lược trên thế giới á, thì nó tóm lại á, là nó đã vẽ ra cái chiến lược của nước Mỹ đi trong vòng mấy chục năm tới, thì Tám đã nhiều lần nói với các bạn rồi, thì các bạn thấy nó hiện rõ lên từng ngày. Cái điều đó đó bất cứ một công dân Mỹ nào cũng đều
và hiểu biết chuyện đó. Và tất cả những người trên thế giới thì cũng nên hiểu biết về chuyện đó, mà cũng không có gì mà phải lo lắng lắm. Bởi vì á, là chiến tranh lạnh á, nó xảy ra giữa hai khối Tây Phương và Cộng sản, thì Tây Phương đã thắng Cộng sản rồi, thì có nghĩa là đường lối tự do dân chủ của Tây Phương nó thắng, thì cho nên nó khối Đông Âu với Liên Xô nó sụp đổ, tại vì nó không thể nào mà duy trì một chế độ độc tài cộng sản như được. Tiền bạc không có, kinh tế không có, thì bây giờ nó có mà là một cái đất nước lớn nhất, tài nguyên nhiều nhất trên thế giới thì nó cũng phải sụm thôi. Ngay cả Trung Quốc, một cái đất nước mà gọi là nhiều dân nhất trên thế giới, thì nó cũng phải sụm bà chè, nó đâu có tồn tại được. Đâu có một cái chế độ nào mà có thể nuôi quân đông như vậy, nuôi cái quân gọi là quân ăn hại đó, chứ không phải là nuôi quân đội. Quân đội đông á đã chết rồi, còn cái đám mà đám quân ăn hại, đám quân tuyên giáo, đám công an, đám mật vụ, có nghĩa là đầy khắp. Tại sao? Là tại vì chế độ không có được lòng dân, thì bây giờ muốn để cái chế độ đó phải 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 tốn tiền cho an ninh mật vụ rất là nhiều, thành ra là nó kinh khủng, nó tốn hao, thành ra nó không thể nào chịu nổi, nó sập, tự động nó phải sập thôi. Tại sao mà cái đất nước Việt Nam cộng sản nó không sập? Là tại vì là cái người Việt kiều với ngoại kiều họ gửi tiền rồi họ nuôi chế độ quá nhiều, cho nên nó tồn tại, nó cứ mãi mãi nó cứ tồn tại, nó cứ lắc lư vậy đó. Đó là nó đứng hai hàng, chứ thật ra nếu mà nó để cộng sản giống như là Bắc Hàn thì nó chết ngay, nó không có sống nổi. Thì bây giờ tóm lại, các bạn nhìn vô cái tình hình hiện bây giờ đang xảy ra giữa Ukraine và Nga, thì tại sao mà các bạn thấy nó xảy ra như vậy? Thì dưới cái chế độ của cái đám độc tài đó, chứ nó phải liên kết với lại cái ông Putin, phải liên kết với lại Tập Cận Bình. Thành ra là hai cái thằng này mà nếu mà để cho nó có tiền có của rất là nguy hiểm. Các bạn đã thấy rồi, Putin thì có tiền thì nó lại nhớ tới gọi là chế độ hồi xưa bá chủ hoàn cầu của nó, thấy không? Nó muốn sắm sửa vũ khí, còn Trung Quốc cũng vậy, có tiền đô la do bắt đầu là ngứa ngứa tay ngứa chân, sắm sửa vũ khí như vậy thì nó gây nguy hại cho cái khối Tây Phương, nhất là cái bên Tây Âu. Từ chiến tranh thế giới thứ hai tới bây giờ, bên Tây Âu là lo phục hồi và phát triển kinh tế, ít lo về vấn đề quân sự, ít bỏ tiền ra cho quân sự, mặc dầu kỹ thuật Tây Âu rất là cao, nhưng mà tự vì châu Âu muốn Tây Âu muốn lo cho dân chúng của mình được chăm lo, bảo trợ xã hội tốt, cho nên dành cái tiền mà gọi là đó để nuôi dân nhiều hơn là mua vũ khí. Nhưng mà Mỹ vì cái vấn đề an ninh trên toàn thế giới, cho nên Mỹ bỏ tiền ra cho vũ khí rất là cao, có thể nói là cao nhất thế giới, từ 3% một năm cho tới 5% một năm, lên tới là 700-800 tỷ đô la so với tổng sản phẩm quốc dân 21.000 tỷ. Thành ra là chỉ có Mỹ mới là có thể là có tiền nhiều nhất mà có thể mà mua súng đạn với tất cả trang thiết bị quân sự bảo vệ châu Âu và bảo vệ thế giới tự do. Thì bây giờ cái chuyện nó xảy ra ở Ukraine là lý do gì? Là lý do tại vì cái đường hướng chiến lược của nước Mỹ là nó đánh cả Nga lẫn Tàu. Nếu mà Mỹ mà không đánh cả Nga lẫn Tàu thì hai thằng đó nó mọc nanh ra mà nó cấu kết với nhau, thì khối Tây Phương nhà Mỹ rất là nguy hiểm. Hiện bây giờ thì tụi nó rất là yếu, mình phải tiêu diệt nó trước. Cái vấn đề Ukraine này xảy ra là do Mỹ nó siết chặt, nó kẹp đầu thằng Putin thở không được, cho nên thằng Putin nó mới quạo, nó mới thí mạng cùi. Chứ thật ra đó, nó không đánh thì nó cũng chết, mà nó đánh thì nó cũng chết, bởi vì đường hướng chiến lược của Mỹ vạch ra thì nó phải chết và thằng Tàu cũng phải chết. Các bạn sẽ coi nó đánh đủ các kiểu. Khối Tây Phương người ta thông minh mà, người ta thông minh giỏi mà, thành ra là khi mà đưa ra bất cứ cái điều gì thì nó đều đi đúng cái con đường đó. Cho dù khối Tây Phương người ta tự do dân chủ, người ta có thể chỉ trích lẫn nhau, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ có thể chỉ trích lẫn nhau, nhưng mà cái đường hướng mà bảo vệ tổ quốc như bảo vệ cái quyền lợi của nước Mỹ là đặt trên hàng đầu, chứ không có thể nào mà gọi là hai đảng mà cãi nhau mà có thể mà quên cái gọi là quyền lợi của quốc gia được. Cho nên cái lý do mà thằng Putin á là bây giờ nó phải đánh thằng Ukraine là tại vì á là khối Tây Phương bắt đầu tiến quân sự về sát nách nó và bao vây nó, tại vì nó không có nghe lời khối Tây Phương. Thì bây giờ Mỹ đã nói là bây giờ phải bao vây Nga và tập trận, thế là khối NATO từ từ kết nạp thêm tất cả những cái nước mà Đông Âu xưa đi vô khối và tiến sát về sát nước Nga và kê vũ khí bao vây, gọi là bao vây Nga từ đông sang tây, bao vây hết.
Như vậy thì trong vòng một ngày có thể tiến coi như là tiến đánh nước Nga rất là lẹ làng, thành ra Nga nó hoảng hồn, nó sợ thì bây giờ nó phải thí mạng kiều cùi thôi, bởi vì nếu mà nó không đánh Ukraine thì nó bị xiết đầu xiết cổ thì nó cũng chết đó. Mà bây giờ mà đánh Ukraine thì nó lọt cái đầu nó vô trong cái trầm của Mỹ giăng ra nó cũng chết, cái trầm cái dáng cờ này của Mỹ giăng ra thằng Putin đâu có chạy khỏi được đó, là các bạn thấy rõ ràng. Bây giờ không đánh á, thì bị siết gọng kìm, từ từ áp sát, còn nếu mà đánh á, thì bây giờ cả thế giới công nhận thì coi như Nga coi như banh xác luôn. Nga làm sao mà chuyến này là coi như chui đầu vô rọ rồi. Cái thằng Putin là thằng nó gọi là kích động tự ái dân tộc, chui đầu vô rọ, nó tưởng là nó có mấy trăm tỷ đô la nó có thể sống được, đâu có được đâu. Bây giờ nó có mấy trăm tỷ đô la mà Mỹ không cho xài thì bây giờ mấy trăm tỷ đô la đó để giống cái đống gọi là đống rác nằm mới thôi, tự Mỹ không cho xài. Mỹ không cho xài, thành ra cái tiền nó xài không được, nó luân chuyển không được, nó không mua không bán gì được, giống như các bạn có một đống tiền, có một đống vàng, các bạn mua không không được, mua bán không được, trao đổi không được thì cái đống nó thành đống rác. Thì cái tất cả cái hệ thống ngân hàng của nó phải chết thôi, chết queo thôi. Nó đâu có sống nổi. Trên đời này tất cả mọi thứ đều cần tiền mà. Khi mà tiền mà luân chuyển không được, hàng hóa không luân chuyển được trong nhà ngân hàng. Bây giờ mua tất cả mọi thứ từ A tới Z, mua vũ khí, mua gì cũng phải cần tiền. Mà bây giờ người ta siết ngân hàng, người ta không cho thanh toán thì lấy gì sống? Thành ra chết. Rừng rú mọi rợ ngu đần. Cứ tưởng hâm là Mỹ sợ, nhưng mà không phải đâu. Hồi trước á, sáp nhập Ukraine đó, sáp nhập bán đảo Crimea vô á, Mỹ không làm mạnh là tại vì lúc đó cái nước Ukraine nó quá yếu, nó không có vũ khí, nó gọi là nó quá yếu, nó không có vũ khí gì hết. Thì Mỹ khối Tây phương chịu khó nín thở một chút xíu để cho từ năm 14 tới bây giờ là 8 năm trời rồi. Bắt đầu là quân đội, rồi huấn luyện quân đội, rồi vũ khí, viện trợ, rồi tất cả mọi thứ là vực dậy cái nền quốc phòng. Thành ra bây giờ Nga chui đầu vô là coi như là tiêu mạng rồi. Mày đặt lấy nguyên tử ra hù dọa. Hù ai mà nguyên tử hù mấy thằng nhóc nha, hù ai? Mỹ là bao vây Nga từ trên không cho tới dưới biển. Vũ khí nguyên tử là đầy nhóc xung quanh nước Nga, lộn xộn, mà nhấn nút một cái một là bình địa nước Nga không còn một người luôn á. Ở đó mà đi đi hăm dọa, Mỹ đâu có giờ mà gọi là đi hăm dọa thằng Nga. Cho nên thằng Nga mà chớ có hăm dọa Mỹ. Kinh tế thì yếu xìu, nghèo khó mà đi hăm một cái nước giàu, mà trong khi nước Mỹ là coi như vũ khí là tràn ngập, từ vũ khí nguyên tử cho vũ khí hiện đại là tràn ngập. Bây giờ Mỹ mà chỉ cần bơm vũ khí vô ở trong Ukraine là thằng thằng Putin là coi như nằm đó chết chết ngắt. Thời buổi này mà đi đem ba cái xe tăng thiết giáp đi vô đó làm sao mà sống? Thời buổi này là người nào có tiền là nó chơi bằng hỏa tiễn, chứ nó chơi bằng vũ khí gọi là không người lái, chứ làm gì có cái chuyện mà bây giờ mà lái xe tăng vô mà cướp nước nước khác. Tự vì thằng Nga nó nghèo, nó không có tiền, bây giờ nó lôi ba chiếc xe tăng từ thời Liên Xô nó đem vô. Ba cái thứ đó mà gặp mà hỏa tiễn như là ba cái thứ mà máy bay không người lái là từ trên nó phóng xuống, ở dưới nó phóng qua là chỉ có chết từng đứa thôi. Nó ở trong xe tăng mà nó nổ đùng đùng, nó chết đen thui lui, đồ khùng. Thời buổi này mình đi lấy cái thời gọi là thời chiến tranh thứ thế giới thứ hai mà lấy xe tăng, mấy thằng nghèo mấy thằng dốt thì nó mới làm vậy chứ. Các bạn thấy Mỹ đi tới đâu mà đi chiến tranh tới đâu là hỏa tiễn Tomahawk là coi như là bay dèo dèo tới tiêu diệt sạch sẽ hết, rồi bắt đầu á, máy bay vô chứ, nó đánh bằng hỏa tiễn rồi nè, khắp nơi chấm tọa độ đàng hoàng, chứ đâu có phải mà xe tăng mà đi vô mà làm cái gì. Mỹ bây giờ nó dẹp xe tăng hết rồi, Nga thì còn mười mấy ngàn chiếc xe tăng, chứ còn Mỹ là dẹp xe tăng hết còn có mấy ngàn chiếc để cho vui thôi, chứ thật ra đâu làm gì đó. Xe tăng mà bây giờ mà ai bị đánh xe tăng? Thằng China không có đâu. Mỹ với Nga không có sập bẫy của China đâu bạn ơi. Bạn đừng có nghĩ vậy. China là thằng ngu, thằng dốt, không bao giờ mà khôn hơn cái ông chủ của nó được hết trơn. Người Mỹ đi mướn người người Trung Quốc làm mồi cho Mỹ, chứ mà Trung Quốc không có làm, Trung Quốc không có mướn Mỹ làm mồi cho Trung Quốc được. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ là thằng Trung Quốc mà có thể khôn hơn Mỹ. Nếu mà Trung Quốc khôn hơn Mỹ thì nó giàu hơn Mỹ, nó mạnh hơn Mỹ chứ, nó đâu làm mồi cho Mỹ. Tất cả hãng Mỹ đồ châu Âu đi qua mướn người Trung Quốc làm gia công hàng hóa, cũng như Việt Nam đi làm gia công cho người ta, đợi kiếp nào mà kêu hơn hơn cái gì, hơn gì, chỉ có nướng quân thì hơn người ta thì được, chứ còn mà nói gì thông minh trí tuệ muôn đời muôn kiếp, người ta tính mấy chục năm trời không bao giờ mà thoát nổi đâu.
không bao giờ mà thoát nổi đâu, đừng có mơ mà cái chuyện đó được. Thành ra bây giờ cái tình hình mà chiến lược hiện bây giờ trên thế giới xảy ra đó là bảo đảm với các bạn luôn là bây giờ Nga với Tàu là sắp tiệm. Bây giờ Nga là coi như bị tất cả các nước trên thế giới là dựa vô cái cớ mà đem quân vô Ukraine, bây giờ là siết hết tất cả, cấm vận ngân hàng, tài chính kinh tế gì tê liệt kiệt quệ hết vài bữa, cấm khí đốt biến dầu, nó coi như đất nước chết đói, đi lượm rác ăn giống như Venezuela vậy đó. Còn thằng Trung Quốc đâu dám xía vô, thằng Trung Quốc mà xía vô mà binh thằng Nga cái một là Mỹ cấm luôn, dựa vô cớ để cấm luôn thì chết đói hết chứ có gì đâu. Bây giờ công nghệ mà không đưa ra ăn cái một là chết đói thôi đó, các bạn thấy rõ ràng. Xí xa xí xô, xí xa xí xô, Mỹ vừa cấm cái một hai công ty bán phone lớn nhất sập tiệm, còn mấy thằng gốc nhất sống qua ngày chờ qua đời, nếu cần nữa thì cấm cái một là đi lên đường về quê mẹ luôn, chết ngắt. Thành ra cái chuyện đó các bạn thấy rõ ràng là nội mà kinh tế phụ thuộc, tất cả phụ thuộc vào kỹ thuật của ngoại quốc, và bà bảy nước công nghệ giỏi nhất thế giới, mà bây giờ mà nói đi chống chống cái gì, thấy không? Bây giờ một chiếc máy bay của Nga làm là cũng toàn là phụ tùng của ngoại quốc ráp vô, của Mỹ, của Âu đó, các bạn thấy không? Làm chiếc máy bay C919 rồi thằng Nga cũng vậy nữa, làm ra chiếc máy bay giống như 737 của Mỹ, mà rốt cuộc nhìn phụ tùng như đó cũng toàn là của ngoại quốc không, mà bây giờ đòi chống mà chống chống ngoại quốc à? Bây giờ còn phải đi mua công nghệ mấy con ship và mua mấy cái công nghệ cao cấp của nước ngoài đem về để lắp vô vũ khí nữa, làm gì mấy thằng đó mà có khả năng mà sản xuất mấy cái đồ cao cấp được, láo léo vậy thôi chứ làm gì được mấy đó. Thành ra là cái chiến tranh này xảy ra là coi như là tự giận tự sát. Bây giờ không xảy ra chiến tranh đó, thì từ từ cũng bóp nghẹt khối Tây phương, cũng bóp nghẹt Nga, bóp nghẹt Trung Quốc à. Còn bây giờ mà có chiến tranh mà xảy ra thì bóp nghẹt mau hơn, chết đói mau hơn, tiền không có ăn, mà bây giờ nói làm sao mà nó có chuyện mà đi chiến tranh. Các bạn nên nhớ là trên thế giới này chỉ có một nước có thể gây chiến tranh mà tồn tại được là nước Mỹ thôi, không có một cái nước nào trên trái đất này mà chiến tranh mà có thể sống nổi, không có thằng nào mà chiến tranh mà có thể có tiền mà sống nổi, chỉ có nước Mỹ đầy đủ nhân lực, tài lực và vũ khí, sau chiến tranh chẳng những không đói mà còn giàu nữa, tại vì người ta sản xuất vũ khí được mà người ta lại không bị chết lính nhiều, vẫn còn mạnh, vẫn còn khỏe. Chỉ có tiền đi là có nghĩa là bơm đạn đi, quả tiễn đi thôi, chứ lính đâu có chết bao nhiêu ngoe đâu. Các bạn thấy bây giờ chiến tranh là thế, chiến tranh thế giới 4.0 mà, chiến tranh công nghệ. Bây giờ nổi cái chuyện mà nói thật đó là bây giờ chiến tranh về internet không đủ tê liệt thần kinh đó. Các bạn thấy không? Chỉ cần bấm nút một cái một. Chỉ cần bấm nút một cái một là các bạn thấy nguyên cái hệ thống ngân hàng sập đổ không? Đâu cần giết thằng Nga làm gì? Bấm một cái nguyên nước Nga đi ăn mày chơi vậy đó. Đủ chết chứ cần gì? Quá dễ luôn, bấm nút một cái một là nguyên hệ thống sập đổ. Các bạn thấy không, cái hệ thống ngân hàng lớn nhất của nước Nga kiểm soát 70% tài sản nước Nga, cổ phần trăm đồng giờ còn có đồng bạc đó. Các bạn chịu nổi không, trong vòng có mấy ngày 100 đồng mà còn có đồng bạc đó, các bạn coi thị trường chứng khoán đi, chịu nổi không? Nguyên một cái nước Nga nó sụp đổ trong vòng nháy mắt, thằng nào ngu thằng đó mới còn để tiền trong ngân hàng Nga, còn bây giờ là rút ra chạy không kịp, mà rút ra hay là bất cứ cái ngân hàng nào mà người ta đã rút tiền ra, ngân hàng nó sập đổ rồi. Không cần biết nước Nga, nước Mỹ, nước nào cũng vậy, ngay cả trên Mỹ, bên bên Mỹ cũng vậy thôi, cái thời mà khủng hoảng kinh tế các bạn biết mà dân mà ra rút tiền một cái, một ngân hàng sập đổ tại chỗ không? Cái thời trước đó là Mỹ là mỗi một ngày như vậy là một ngân hàng phá sản, chính phủ phải 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 cho một ngân hàng phá sản, trong khi Nga đó ngân hàng mà lớn khổng lồ của Nga mà hàng ngàn tỷ đô la như vậy đó, thì chỉ bấm nút một cái một, các bạn thấy không, vừa cấm vận cái cổ phần còn có đồng bạc, 100 đồng còn có đồng bạc, làm sao không chết, tài sản bãi sạch. Dân Nga bây giờ đầu tư tài sản trong stock ở trong mấy cái thị trường chứng khoán Nga, bây giờ coi như mất sạch tiền rồi, các bạn chịu đời nổi không? Bây giờ các bạn ở bên Mỹ đi, tiền hưu tiền gì của các bạn nằm trong chứng khoán bây giờ nó bay 99%, các bạn sống nổi không? Các bạn yêu Putin nổi không? Yêu khi nào mà yêu Putin, khi nào mà bụng no chứ, chứ còn cái bụng mà đói rang nó mà yêu Putin gì, thấy không? Mỹ là nó là người ta quýnh, là ta quýnh cho cái bao tử chết là mau nhất. Mỹ rất là thực dụng, bỏ bom được á hả là còn mừng á, bỏ bom là còn mừng á, mà ngắt ngân hàng một cái á, bởi vì chính thằng Putin nó còn nói mà, khi mà cấm vận ngân hàng là cũng giống như là Mỹ mà trút bom nguyên tử vô đầu dân Nga rồi đó, đâu có khác gì đâu. Bom nguyên tử bỏ xuống thì thằng Nga nó còn bỏ vào Mỹ được, còn bây giờ ngắt cái hệ thống ngân hàng cái nguyên toàn dân chết đói, các bạn coi cái toàn dân coi như là bị liệt thần kinh luôn, liệt luôn, làm gì được nữa. Bây giờ ra ngân hàng thử coi,
làm gì được nữa, mua mua đồ của nước ngoài không được, nhập đồ nước ngoài cũng không được, bán ra cũng không được, làm gì, ăn cho hết, ăn cho hết đi. Máy bay nè, Boeing nè, Airbus nè, vài bữa không có phụ tùng thai nè, đi dục cống, đổ cống, rồi xe hơi bị đổ, không có phụ tùng thai dẹp. Mai mốt ở nước Nga lấy dầu lên uống, lấy hơi đốt, thổi vô ăn. Đó. Nhiều khi đốt nhiều dầu đó, ăn hết đi. Đó. Nghèo chết mẹ, hồi xưa nghèo, đến cái độ mà mấy công ty ngoại quốc bỏ tiền đầu tư cho, giống như Việt Cộng vậy đó, mẹ đầu tư vô xong bắt đầu lóc cá chó, có chút xíu tiền bắt đầu lóc cá chó. Giọng thứ nghèo bắt đầu lên chút xíu, tư ếch lên Sài Gòn lóc cá chó. Vậy người ta mới gọi là lóc cá chó là vậy đó. Mẹ có chút xíu tiền rồi bắt đầu là lóc cá chó lên. Các bạn thấy mấy Việt Cộng không? Đầu thì ngu dốt mà có chút xíu tiền rồi là lóc cá chó, là tưởng là giống như là ngon lắm, là bảnh lắm. Mẹ nó siết cho một cái thôi, nó thiệt á, mẹ nhảy dựng 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 lên luôn á. Đó các bạn thấy ông nội mà mày hồi hồi đợt trước, hồi hồi mấy năm trước ông Trump chỉ cần nói một cái một thôi là chủ của mẹ là thủ tướng chủ tịch nước là phải đi khúm núm rồi, chưa có làm gì hết đó, mới có tăng thuế là chút xíu mấy mặt hàng á, nhôm mà này nọ các thứ là bắt đầu đi khúm núm rồi, mới hù hù chút xíu đi khúm núm mà. Còn bây giờ mà các bạn nghĩ coi, cấm vận mà gọi là đập búa vào đầu hàng loạt từ đông sang tây, thằng nào chịu nổi? Bảy nước phương Tây nắm vận mệnh kinh tế thế giới hầu như là 70-80% rồi, mà bây giờ đồng loạt mà đập vào đầu một lượt vậy đó, bảo đảm với các bạn luôn, thằng Trung Quốc nhìn không là ói ói cơm rồi. Trung Quốc nhìn không là ói cơm rồi, không có thằng Trung Quốc mà qua cái bài học này, bảo đảm với các bạn luôn, mai mốt là ngoan như con mẹ con cuốn luôn, ngoan như con cuốn luôn sau cái vụ này rồi, là Mỹ là Tây Âu mà nói cái gì là bảo đảm với các bạn là cướp đu chạy dù dù dù. Có nhiều người không biết mà nói bây giờ nguy hiểm, có thể là Đài Loan là bị nguy hiểm là tại vì là sẵn cái vụ này Trung Quốc đánh Đài Loan. Trời ơi, các bạn nằm mơ đi, ráng nằm mơ đi, nằm mơ hả, đêm qua nằm mơ gặp cụ Hồ đi, không bao giờ có cái chuyện mà Đài Loan mà bị Trung Quốc mà nó nuốt được hết trơn. Đài Loan mà các bạn biết, Ukraine mà nuốt không nổi làm sao nuốt Đài Loan. Ukraine là đất nước là nó thuộc dạng nghèo mà nó không có quan trọng đối với Mỹ về kinh tế, trong khi Đài Loan nó cực kỳ quan trọng đối với cả thế giới về kinh tế. Bao 80% chip sản xuất trên thế giới, cung cấp cho cả thế giới xài từ Đài Loan, mà Đài Loan gia công chip cho Mỹ. Đài Loan mà chỉ cần ảnh hưởng một cái thôi là nguyên một cái hệ thống gọi là trên thế giới này nó rung rinh liền, tại vì nó là trung tâm, là gọi là sản xuất chip của cả thế giới, cho Mỹ cả thế giới. Và bây giờ á, Mỹ mà thấy Đài Loan mà nhúc nhích á là Mỹ can thiệp liền, thậm chí Mỹ bỏ coi như là đem lính vô bảo vệ Đài Loan luôn, không bao giờ mà Trung Quốc dám đụng tới Đài Loan, bảo đảm với các bạn luôn. Nhưng mà lý do tại sao Trung Quốc không làm được cái chuyện đó là tại Trung Quốc quá nghèo, vũ khí quá dởm. Bây giờ mà gặp máy bay F-16V của Mỹ thôi là Trung Quốc đá trong quần rồi, đâu phải mà nói chuyện mà Mỹ Nga đó nó còn hiện đại hơn Trung Quốc 50 năm. Đừng có nói mà Mỹ mà hiện đại hơn Trung Quốc, nó thiệt với các bạn là nó quá xa 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 rồi. Các bạn nhớ không, cái hàng không mẫu hạm của Ukraine mà phế thải bán phế liệu, tưởng như Trung Quốc mua về bây giờ làm cho bộ mặt của đất nước mình vẻ vang nhờ cái đống phế liệu của Ukraine, thì cửa nào mà Trung Quốc mà đi đi, đi, đi so với bất cứ một nước nào khác, cái chuyện nó không bao giờ có. Cái chuyện nó không bao giờ có. Cho nên cái vấn đề này mà xảy ra là các bạn yên tâm, mình nên mừng mà không bao giờ sợ. Cái điều thứ nhất là tại sao không có sợ, là cái chuyện thế chiến không bao giờ xảy ra được. Tại vì Nga nó rất là sợ Mỹ, nó chỉ ăn hiếp là ăn hiếp cái thằng Ukraine thôi, kế bên nó thôi. Nhưng mà thằng Ukraine mà nó kiên cường mà chỉ cần nó cầm súng nó chống lại là Nga chết liền. Làm sao mà chịu nổi vũ khí hiện đại Tây phương mà bỏ vô, mà hỏi các bạn súng chống tăng, quả tiễn chống tăng đưa vô nó thụt cho một cái banh xác, thụt cái banh xác. Xe tăng thì chạy rù rì rì, còn súng chống tăng nó đúp vô cái góc nhà thôi, nó phóng ra cái một thôi là một cái đùng. Hỏi các bạn chứ có thằng thằng tổng thống nào mà ngu tới cái độ mà đem đồ chơi ra để nướng không? Trời đất ơi, cái đó là mình nói súng chống tăng là chỉ có ở dưới thôi đó, đừng nói mà máy bay không người lái mà cỡ của Mỹ mà trên trời, nó xin lỗi đi, ở bên nước Mỹ này ngồi bàn computer vậy là bắn bấm nút thôi là đủ chết hết cả đám rồi, chết từng chiếc tăng một rồi, đừng có nói. Cái này là chỉ đưa gọi là đồ chơi sơ sơ để cho bộ binh của Ukraine núp trong hốc này kẹt kia mà bắn ra thôi. Mà các bạn thấy ở trên video nó chiếu không, nó chết hàng loạt, xe tăng nối đuôi nhau và hàng hàng lớp lớp và nổ đùng đùng đùng, cho nó cháy xèo xèo, lính hết tinh thần liền. Nó giống như mẹ thằng Putin, giống như ngu đưa lính vô nướng, giống như đưa mẹ lính vô nướng. Hỏi đời nay mà hậu cần thì dở,
mà bị đặt đem xe tăng vào cho cố, chạy chút xíu hết xăng, chạy chút xíu hết đồ ăn, lạnh chết mẹ, lò sưởi không có lạnh thấy mẹ, không ăn không có xăng, không có đủ tới tiếp tiếp liệu chết. Các bạn nên nhớ là chiến tranh là cái hậu cần nó cực kỳ quan trọng, bởi cho nên Mỹ mà sắm hậu cần các bạn thấy không, sắm máy bay xong rồi là phải sắm máy bay tiếp liệu trên không, tiêu tốn tiền hàng trăm tỷ đô để mua máy bay tiếp liệu. Các bạn không có cái xăng mà máy bay nào mà bay được, bay chút xíu hết xăng rồi đi xuống để cho vô viện bảo tàng hay làm gì. Cho nên là Nga nó không bao giờ nó có khả năng nó triển khai quân của nó ra ngoại quốc được, không có khả năng tiếp liệu, không có khả năng chích lại tiếp liệu được hết trơn đó. Cho nên không có gây chiến tranh được, nó chỉ gây chiến tranh sát bên nước nó. Mà các bạn thấy nó sẽ tăng chạy xíu hết xăng, biết làm sao nằm để chơi, để cho dân Nga nó cười, nó mày có cần tao kéo về Nga không, nhục nhã chưa từng thấy, bỉ mặt thằng Putin không, bày đặt quảng cáo mày thánh nổ. Các bạn biết là mấy thằng đó thánh nổ vũ khí, mà vũ khí mà làm cái gì mà có hiện đại, thánh nổ không mà. Nghe nghe Mỹ nó tân bốc lên khoái lắm, tưởng người ta đây là cha thiên hạ, nào là vũ khí siêu thanh, nào là bom hạt nhân siêu đẳng, không phải đâu. Tao đã nói với các bạn rồi là Mỹ nó cố tình á, nó cho mấy thằng ông thánh nổ nó lên cao để làm chi, để cho mấy thằng đó tưởng ngon lắm, khè 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 thiên hạ để làm chi, để cho tất cả các nước trên thế giới thấy mấy ông thần nổ này tưởng là dữ lắm, phải lo mua vũ khí của Mỹ với Âu để Mỹ với Âu kiếm tiền. Chứ thật cho nó xin lỗi các bạn, mấy thằng đó mà cỡ vũ khí mấy thằng đó Mỹ nó địch cái chết mẹ luôn, nó địch cái chết rồi. Các bạn tin mày địch cái chết ngắt, người ta ra máy bay tàng hình mấy chục năm rồi, các bạn nhìn nhìn đi, máy bay B-2 á, ra mấy chục năm rồi, lúc đó là Liên Xô tan rã gì cái máy bay B-2 luôn, chịu không nổi, không có tiền ăn mà làm sao mà đi mua chiếc máy bay 2 tỷ mà đấu với Mỹ. Cho tới bây giờ Nga còn chưa có máy bay tàng hình thì làm sao mà nói chuyện đi đấu với Mỹ, người ta bay vô tới thủ đô mình đã trút bom nguyên tử vô đầu mình còn hay nữa. Nói chuyện người ta giàu, các bạn thấy ngay cả châu Âu người ta giàu không, người ta tiền muôn bạc của mà người ta còn sắm vũ khí không nổi nữa. Những thằng mà ngáo đá như Trung Quốc, như thằng Nga mà các bạn nghĩ là sắm một quả tiền vũ khí nổi sao, nó láo xạo sự, toàn là lôi ba cái vũ khí của chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh lạnh nó sử dụng không, các bạn thấy không, nhìn toàn là đồ cũ không, mấy chục năm trời lôi ra bắn đùng 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 bắn loạn xạ, chúng từ lưa hết trơn, chết dân thường từ lưa, đâu có mục tiêu, đâu có chính xác đâu. Được không? Tại đó các bạn thấy cái vấn đề này á xảy ra đó, các bạn nên mừng là cái chính quyền Mỹ kỳ này á nó gài cái con cờ này vô, là coi như Trung Quốc với Nga là kẹt cứng họng luôn, chứ không phải là có cái anh bạn bên YouTube nói là Trung Quốc gài Mỹ với Nga. No, không có thằng nào mà khôn hơn ông Mỹ này hết trơn các bạn. Trên thế giới này Mỹ là siêu cường mấy chục năm nay rồi, mọi tính toán và sắp đặt gọi là như thế nào trên thế giới là do Mỹ quyết định. Làm gì có cái chuyện cái thằng ngáo, thằng khùng ngu, thằng đầu bò chó Tập Cận Bình mà đi nói chuyện, Tập Cận Bình còn phải đi qua Mỹ du học, học được ba chữ đem về làm chủ tịch nước, muốn làm ông hoàng bà chúa hả? Xin lỗi, đi học bên trường người ta về được có mấy chữ, đòi làm ông hoàng bà chúa ai? Các bạn đừng có nghĩ tự nhiên mấy thằng nổ, mấy thằng ở dưới 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 đáy giếng mà nó nhồi lên là nó thấy bầu trời bằng vung, ham lắm. Các bạn thấy không, đi ăn cắp kỹ nghệ máy bay của Mỹ rồi về làm mẹ cái giống như đồ chơi, làm giống giống ra giống ôn gì hả? Người ta quan trọng từng chi tiết nhỏ tốt hiện đại, chứ đâu phải là người ta máy bay tàng hình, ta hình dáng vậy mẹ ăn cắp cái mẫu về cái làm y chang rồi lên tàng hình á, đồ khùng. Các bạn nghĩ cái đồ khùng, các bạn nhìn thấy ở Trung Quốc nó copy của Mỹ với Âu bao nhiêu thứ, từ xe hơi, từ cái xe đạp cho tới từ cái xe Honda đó, các bạn nhìn thử đi đó, thử coi có chiếc xe nào của Trung Quốc mà tốt bằng chiếc xe Nhật với Đức không, tốt bằng chiếc xe hạt lây của Mỹ không. Đó, làm đi cái thứ mà thông dụng xài hàng ngày làm mà không xong mới nói chuyện mà làm vũ khí. Cho nên các bạn nên nhớ là cái vũ khí đó, nó hiện đại hơn cái đồ thương mại gấp 10 lần, gấp trăm lần. Tất cả vệ tinh quân sự, cái gì mà về về quân sự đó, là nó phải đi trước là thương mại đó, gọi là thương mại là hàng trăm lần, hàng chục lần, hàng trăm lần, cái gì nó cũng tinh xảo hơn hết trơn. Cho nên các bạn thấy nọ mà cái đồ gia dụng thằng Nga với thằng Trung Quốc làm không nổi, bây giờ đi đánh lộn Tây Âu hả, nó láo léo, mẹ nó muốn giữ cái ngai vàng của nó nói dốc dân nó để cho dân nó nghe khoái, tưởng nó giỏi lắm, tưởng nó mạnh lắm, tưởng nó hay lắm, ai ngờ thúi gì đúng không mẹ, thúi thúi quá. Bây giờ chiến tranh xảy ra đến mới biết nào mèo nào ha, mèo nào giỏi, biết mèo nào hay, mèo nào cắn miễu nào,
Các bạn nhìn đi rồi các bạn sẽ thấy cái trò chơi này bây giờ là thằng Putin nó sập hầm, nó tính toán sai lầm trầm trọng mà nó tưởng nó đưa quân vô cái nó lấy Crimea dễ dàng, nó đưa quân vô Georgia nó lấy dễ dàng. Trời ơi, đâu có dễ dàng thì được. Mỹ đã chăm sóc Ukraine đó từ năm 2000 á, là từ năm 2009 cho tới 2010 là đã đổ tiền đổ bạc vô để xây dựng phong trào dân chủ ở Ukraine để đánh bật cái thằng tổng thống Yukanovich chạy bên về bên Nga, rồi lập lên một cái chế độ mới thân Tây phương, rồi người ta đã tốn hàng chục tỷ đô la trong Ukraine rồi. Bây giờ tưởng tượng coi, hàng Nga nó vô nó muốn giật sạch chế độ đó dễ lắm hả? Nó có giỡn, bớt giỡn đi. Nước Nga là nó bự nhất bên cái châu Âu, nếu mà ngoài ngoài nước Nga ra là nó là lớn nhất. Các bạn nhìn bản đồ nó lớn tất cả hơn những cái nước mà gọi là Pháp, Đức này nọ, là cộng lại ăn thua gì nước Ukraine, nó lớn ghê gớm lắm. Bây giờ mà Liên Xô mà đi vô nó đánh làm sao mà đánh thắng được một đất nước rộng lớn mênh mông vậy, đánh chỗ này chỗ khác còn, đánh chỗ khác chỗ này còn, quân ở đâu 1 triệu thằng tràn vô luôn cũng 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 đánh không thắng nữa. Bây giờ đâu có tính theo cái quân số mà nhiều được, mà vũ khí mà hiện đại mà để đủ mà tiêu diệt cái nước Ukraine. Nga nó không có đủ tiền đâu, nó không có đủ vũ khí làm chuyện ở đâu, mà cho có nhiều coi, cho dù nó có vũ khí nữa thì nó chỉ lấy xe tăng mười mấy ngàn chiếc của nó đi qua thôi, mà mấy thằng đó mà đi qua là chỉ có làm mồi cho vũ khí thôi, vũ khí hiện đại thôi, chứ thằng Nga nó đâu có cái thứ gì mà gọi là hiện đại nhiều đâu. Nó chỉ có những cái chiếc máy bay mới sản xuất được vài chiếc, ngay cả cái hàng không mẫu hạm 1 chiếc cũng không có nữa. Mày đánh với ai, hù dọa ai bây giờ, các bạn thấy không? Thành ra cái vấn đề đó các bạn yên tâm đi, chuyến này là tụi nó bị sập hầm hết rồi. Chuyến này mà nổ ra cái cuộc chiến tranh với Ukraine này, các bạn thấy không, nước Nga sập đổ trong nháy mắt, sập đổ thằng Trung Quốc về đứng rung rung sầm sập sầm sập. Hôm bữa mày đặt hai đứa mẹ bắt tay nhau thấm thiết là tao mày cùng chống Mỹ Âu ở đó, nó chấp tụi bay á, chui đầu cho thử đi. Thằng Trung Quốc bây giờ không giỏi bỏ phiếu chống ở ngoài Liên Hợp Quốc chống Mỹ với lại Âu thử coi, vừa chống xong ngày mai ngân hàng bị mẹ lôi đầu ra đập cái bụp chết chạy dãy tê tê chết cực 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 tật như gà cắt cổ. Đâu có thằng Trung Quốc nào mà ngu đến cỡ đó đâu. Các bạn nên nhớ, một khi Mỹ mà đã vẽ ra trật tự thế giới rồi, các bạn phải nên nhớ sau chiến tranh thế giới thứ hai, sau chiến tranh lạnh, tất cả mọi nước buôn bán trên thế giới đều là do bàn tay Mỹ vẽ ra. Trật tự kinh tế trên thế giới tất cả đều quay vô một mối, Mỹ nắm đầu. Ngay cả châu Âu người ta giàu vậy, ta có đồng euro mạnh vậy mà vẫn phải lệ thuộc cho Mỹ, mà không có chống Mỹ được. Tại vì cái hệ thống kinh tế nó do Mỹ nắm, các bạn phải nên nhớ, do hệ thống tài chánh kinh tế nguyên một cái thế giới này nó đều đi về nước Mỹ nắm. Tất cả các ngân hàng trung ương trên thế giới đều đặt tại nước Mỹ. Giống như thằng Việt Cộng mà bây giờ ngân hàng của nó phải để cái gọi là tiền dự trữ của nó phải đặt cọc ở ngay ngân hàng của Mỹ. Ngân hàng của Mỹ mới cho thằng Việt Nam thanh toán tiền. Bây giờ thằng Việt Nam mà lóc cá chó, Mỹ siết lại nó đóng băng cái tài khoản của Việt Nam ngay ngân hàng trung ương Mỹ rồi là xong game. Các bạn hiểu không? 100 nước trên thế giới, 200 nước trên thế giới, thằng nào mà muốn mua bán trên thế giới này, thằng nào mà muốn xài đô la trên thế giới này phải đặt gọi là tiền deposit ở trong ngân hàng liên bang Mỹ để cho Mỹ giữ. Vàng phải để ở Mỹ và tiền tỷ đô la phải phải để Mỹ. Các bạn hỏi bất cứ một người nào của chính quyền thằng Việt Cộng, thằng Cộng sản Việt Nam, hỏi có hay không. Nếu mà Việt Nam mà không để tiền dự trữ của Việt Nam trong ngân hàng của Mỹ để cho Mỹ giữ, Mỹ không bao giờ cho xài đô la, mà Mỹ cũng không làm ăn với Việt Nam luôn. Có nhiều thằng nó không có hiểu, nó không có biết. Nó nói là Trung Quốc á, cho Mỹ vay 1.000 tỷ, Việt Nam cho Mỹ vay bao nhiêu chục tỷ, không hiểu gì hết. Cái đó Mỹ người ta bắt buộc, chứ không phải là mày muốn cho. Có bao giờ các bạn nghe trên thế giới này nói Mỹ không có tiền đi vay không? Có bao giờ Mỹ nó giờ nó có tiền giờ nó ok, Nga mày có tiền cho tao vay không, hay Trung Quốc mày có tiền cho tao vay không? Một khi Mỹ mà đi vay của Nga với Trung Quốc là Mỹ đi làm mồi cho hàng đó. Trong khi hiện bây giờ ngân hàng thế giới còn đang cho thằng Trung Quốc vay với tư cách là một nước chậm tiến ở thế giới thứ ba. Các bạn thấy nó khốn nạn không? Nó là cái thằng làm mồi cho tới giờ phút này. Ngân hàng thế giới sắp sửa cắt rồi nè, không cho Trung Quốc vay nữa. Ngân hàng thế giới là cái gì? Là cho những cái thằng nghèo đói khô đất áo ôm vay. Còn cái thằng Trung Quốc lý do tại sao mà nó mua công phố phiếu của Mỹ là tại vì Tám đã nói các bạn từ năm này qua năm nọ là Mỹ bắt buộc mày muốn làm ăn của tao thì mày phải để tiền cho tao giữ bằng cách mày mua công khố phiếu của tao để chi, để tao giữ tiền của mày. Mày mà láo cá chó hả, chộp đầu mày nào, lấy hết tiền mày luôn.
đó thằng Nga bây giờ chết đứng tại chỗ. Là tại sao Mỹ bập xiết đầu, tiền của mày ở Mỹ hả, đóng băng, mà đóng băng rồi thì sao, luân chuyển không được, thấy không, mua không được, bán không được, không làm chức gì được hết, nằm là nằm tại chỗ luôn, chết đứng tại chỗ luôn, chết đứng tự hải luôn, xong, thấy chưa? Các bạn thấy không, cái nguy hiểm. Tại sao Mỹ là vô địch, nói về Mỹ là vô địch là tại vì chống Mỹ là chết, chống là chết. Biện pháp mà cuối cùng á mà Mỹ đưa ra là gì? Dẹp ngân hàng. Trên thế giới này không có mua không có bán gì được nếu không có cái ngân hàng. Các bạn nhìn cái nguyên một cái hệ thống ngân hàng trên thế giới này nó đều phụ thuộc vô Mỹ. Ngay cả những nước châu Âu các bạn thấy không, giỏi tài giỏi biết bao nhiêu, mà bây giờ Mỹ mà muốn trừng phạt bất cứ một nước nào châu Âu, mà Mỹ muốn trừng phạt, muốn dẹp tiệm bất cứ một công ty nào của châu Âu, Mỹ chỉ cần cấm vận cái công ty đó, không cho xài tiền đô, không cho thanh toán, là công ty nó dẹp liền. Đâu cần nói nhiều đâu, bây giờ Đức, Pháp, Anh không nào cứu được hết trơn á. Ngay cả cái hệ thống mà gọi là SWIFT, chuyển tiền của thế giới Mỹ cũng cấm vận được luôn đó. Mang tiếng là ở đó là nó nằm bên châu Âu á, nhưng mà Mỹ á là có quyền, coi như là có quyền siết luôn á, chứ không có giỡn đâu. Có nghĩa là người ta đã đặt ra cái hệ thống đó sau chiến tranh thế giới thứ hai, là Mỹ là vô địch rồi, là trùm bá chủ thế giới. Mỹ đã vẽ ra tất cả mọi thứ đều phải phụ thuộc vô Mỹ. Nếu mà làm ăn, có bây giờ thằng Nga mà nhúc nhích hả, Mỹ không cho làm ăn nữa, coi như nước Nga giống như hòn đảo nằm chơi vơi giữa thế giới, không mua cái gì được, không mua xe hơi, không mua máy bay, không mua con mẹ được hết trơn. Nước Nga không có sản xuất ra giống ôm vậy trơn á, chỉ có dầu mỏ khi đốt lúa mì ok cạp hết ăn đi, sản xuất ra muối mì ở nhà ăn là chan gì gọi là chan dầu vô á, là chan dầu cho chan dầu mỏ vô ăn qua ngày. Các bạn có thấy vài bữa nó là con mẹ chết đói cả đám la trời la đất, tự nó lật đổ chính phủ luôn đó. Dân Nga vài bữa tự lật đổ chính phủ luôn, mất hết tài sản rồi. Cái thằng tổng tổng thống đầu bò óc chó não lợn nó làm mất hết mẹ tài sản rồi. Các bạn đặt cái trường hợp của các bạn ở trong cái nước Nga đi, rồi các bạn sẽ thấy nó đau đớn cỡ nào. Mẹ tài sản người ta tự nhiên bốc hơi trơn, mất tiêu trơn, thấy không? Nga vừa đem quân vô cái một thị trường chứng khoán sập mẹ luôn rồi. Bây giờ hôm nay thị trường chứng khoán không mở luôn. Tại sao? Vừa mở là sập luôn. 100 đồng còn đồng, 100 đồng còn 10 đồng, dân nào sống nổi? Tỷ phú chết theo tỷ phú, mẹ tỷ phú xuống làm thằng ăn mày. Rồi dân cũng vậy, đi làm bao nhiêu tiền của mất mẹ trong vòng nháy mắt, ngồi đó anh hùng, thấy không? Đêm qua em ơi gặp cụ Hồ đó, anh hùng đi con, cho mày về thời kỳ đồ đá anh hùng. Ngu, thời đại 4.0 là toàn thế giới liên kết kinh tế nhau, mà ngu nhất và đi gây lộn với Mỹ khi mà đã liên kết toàn thế giới là chết. Muốn sống một mình đó là phải tập làm giống như Bắc Hàn vậy đó, không tự động mà tự sống tự chết một mình, không nghèo đói nhe răng ra vậy đó, mẹ đói tới đâu là kêu người ta cho cơm ăn tới đó thì ok. Còn mà đã liên kết vô WTO thanh toán qua lại hệ thống SWIFT toàn cầu, hệ thống ngân hàng xài Visa Mastercard, là mẹ đi là coi như làm nô lệ cho Mỹ hết. Thằng nào mà đi thanh toán qua Mastercard Visa mà hệ thống dính líu tới Mỹ, internet dính líu tới Mỹ, thì đừng có chống, làm ơn đừng có chống đi, đút cái đầu vô trong rọ Mỹ, chống người ta làm sao, ngu vừa thôi. Chứ các bạn nhìn đi, thử coi, các bạn nhìn đi, có thằng Trung Quốc có dám mở cái mỏ ra không? Nội mà cái thằng Belarus đó, là chuyến vừa rồi là nó nhờ thằng Nga qua can thiệp, phải không, dẹp hết gọi là mấy cái đám biểu tình, gọi là dẹp hết. Bây giờ nó trả ơn Nga bằng cách nó chứa quân của Nga ở đó để cho quân của Nga tiến vô. Bây giờ châu Âu mẹ cấm luôn Belarus vài bữa, dân mẹ Belarus đi ăn cháo luôn. Tại sao mày, tại vì mày đi với Nga là tao cho mày đi ăn cháo luôn. Cho nên là bây giờ thằng nào, thằng Trung Quốc nào mà ngu đầu bò óc chó, mà ngu á, mà đi theo Nga, mình bảo đảm các bạn luôn, Mỹ bây giờ đang trông chờ vô cùng thằng Trung Quốc đi theo thằng Nga. Trời, Mỹ mừng lắm, Mỹ đang cho mẹ đã xét cái game này rồi, đã nó mẹ mở cái bẫy chuột lên rồi. Bây giờ chuột là chỉ có chui vô là đóng nắp lên thôi, thấy chưa? Bây giờ các bạn, thằng Trung Quốc mà khôn á là phải đi theo Mỹ, hoặc là đứng không dám nhúc nhích, không dám nhúc nhích, tại vì nhúc nhích cục cửa là chết. Đi theo Nga thì chết mẹ luôn, còn đi theo mà Trung Quốc á, mà đi theo Nga đó là chết mẹ luôn, còn nếu mà đi theo Mỹ á, thì cũng chết luôn. Tại sao bây giờ đứng chặn hãng nhiên điếm vậy nè, là giống Việt Cộng đứng chặn hãng vậy nè. Tại sao chống Nga thì không có khí đốt với dầu hỏa, Trung Quốc chết trong vòng một nhịp, mà đi theo Trung Quốc á, bị kinh tế của Tây phương nó mẹ nó xiết đầu chết không còn một nhịp, không không kịp thở một nhịp nữa, thì hỏi các bạn bây giờ làm sao. Cho nên anh bây giờ anh đứng mẹ như là chết đứng từ hải, anh bỏ phiếu trắng ở ngoài hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, anh bỏ phiếu trắng vô, tại sao anh không theo phe nào hết trơn, anh theo cái anh chết à, sống sao nổi.
Bây giờ mua dầu khí đốt của Nga nặng luôn rồi. Bây giờ chọc vợ Nga mẹ, khí đốt mà đưa không được qua, dầu mỏ không được qua là 1 tỷ mấy dân hả? Ngày mai là coi như đất nước tối thui luôn, không có điện luôn. Còn mấy 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 ông Tây Âu này giờ không mua hàng của Nga, nó thiếu chai người bán. Tụi Ả Rập nó bán nè, Mỹ nó bán là thiếu chai vậy. Na Uy nó bán nè, thiếu gì? Nó bán thì chuyển qua là giá hơi mắc chút thôi, vài bữa xuống giá thôi, có gì đâu. Bây giờ hệ thống nó mới làm ra, khí hóa lỏng nó mới làm ra thì nó hơi đắt một chút, tự mới xây lên chưa có chuyến hàng nhiều. Vài bữa nó sắm cho 1.000 chuyến tàu chở khí đốt qua, 1.000 chuyến tàu chở dầu mỏ qua, bao nhiêu không có. Tụi Ả Rập sao đi đó, bây giờ Nga nó ngưng đi, nó không bán dầu đi Ả Rập cho đi, ngày mai nó mẹ nó móc dầu lên nó bán hết cho cả thế giới xài, đâu có thiếu. Ô vậy hả các bạn? Tám bị có thể là không biết sao nó mạng hết trời, các bạn thông cảm giùm nha. Không sao đâu. Nên đó các bạn cứ yên tâm là khi mà cái cuộc này mà nổ ra đó là ông Biden nó là ổng tập hợp cả thế giới. Ổng rất là tài tình. Cái ông Biden ổng tài tình là cái chỗ làm sao là ổng với Tây Âu là anh em một nhà giống như tám vậy đó. Mình không thể nào mà chia rẽ cái sự liên kết giữa Mỹ và Tây Âu, tại vì cái đó là cái nôi của dân chủ, từ Tây Âu đem nền giờ dân chủ qua nước Mỹ mà. Tại sao Mỹ với Tây Âu không phải cùng một ruột được? Bất cứ kẻ nào mà phân chia nước Mỹ với là đồng minh của Mỹ là Tây Âu là người đó là tội 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 đồ thiên cổ muôn đời. Tại sao? Là tại cái đó là mình, cái đó là một cái sự gọi là giữ gìn trật tự an ninh toàn thế giới. Mỹ với châu Âu, Mỹ là mạnh nhất nhưng mà phải có những người anh em châu Âu và Úc và Canada liên kết lại thì nguyên cái thế giới này nó mới yên thân. Tự nhiên bây giờ Mỹ ỷ Mỹ mạnh, Mỹ cấm này cấm kia một mình là châu Âu nó không cấm, rồi nó làm ăn với Nga hả, rồi nó làm ăn với Trung Quốc hả, rồi đưa tiền euro mấy đó xài hả, rồi từ 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 rồi Mỹ mất vị thế à, đâu có được. Như vậy là sai lầm. Cái hay nhất của cái chính quyền ông Biden là luôn luôn chặt chẽ liên kết với châu Âu, coi châu Âu là anh em một nhà, cho nên Mỹ mà vừa ra một cái gì là châu Âu đi theo coi như là giống như một nước một lửa, không ai chống. Các bạn thấy không, Mỹ vừa 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 Nga vừa tiến quân một cái đó là đồng loạt từ trái sang phải, như vậy đánh như vậy nó mới ghê, nó mới khủng khiếp chứ. Còn bây giờ hỏi các bạn, mẹ mồm to mép dãi nói cho cố vô, rồi đến chừng Mỹ cấm mình thằng nào sợ. Người ta sức mạnh, người ta nhờ cái liên kết đồng minh với nhau, Mỹ Âu Nhật, thấy chưa. Bây giờ Hàn Quốc tất cả mọi thằng mẹ nó dơ mẹ cái nắm tay lên, mỗi thằng nó giọng cho thằng Putin một cái đầu óc chán 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 hết hồn hết vía, đem vũ khí nguyên tử ra hù dọa hù ai trên thế giới này. Bên châu Âu á hả, một đống bom nguyên tử, hỏa tiễn nguyên tử nằm bển kìa của Mỹ đó, nằm khắp châu Âu á. Thổ Nhĩ Kỳ có, Hà Lan có, Bỉ có, Đức có, hàng đống bên đó, Nhật có hàng đống bên đó. Rồi thằng nào sợ thằng nào, mà trong khi thằng Nga đất nước rộng mênh mông có 100 mấy chục triệu dân à, bây giờ đi chống với toàn thế giới à? Nguyên một cái đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc bây giờ bỏ phiếu ra còn có 3 thằng 4 thằng đi theo Nga thôi à. Thằng Nga nè, Belarus nè, Bắc Hàn nè, với thằng cóc nào nữa đó, các bạn nghĩ coi, mấy trăm 200 nước trên thế giới có 4 thằng theo Nga thôi, làm sao mà sống. Bố mọi rợ độc tài mọi rợ mà cỡ Tập Cận Bình bây giờ còn cúp đuôi mẹ chạy vô hang bắt bó trốn đủ nghe, kéo cái đuôi ra không kịp nữa, thiệt với các bạn luôn á. Việt Nam mà thấy bài học này xong mà ỉa trong quần luôn, đừng có giỡn. Châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mẹ bánh ở đó, sợ chó nhìn đi là sẽ thấy. Bây giờ dán bài lật ngửa, nó bây giờ nói tụi bay hoài đéo nghe, nó nói tụi bay hoài mà đầu bò chó não lợn tụi bay đéo nghe, thì phải lấy cái búa đập đầu tụi bay thôi chứ làm sao giờ. Chứ về nói hoài tụi bay đâu có hiểu đâu, ngu mà sao hiểu được đó, các bạn hiểu không? Ngu mà làm sao nói hiểu được. Người ta thông minh á, người ta nói sơ sơ rằng cái thôi là nghe là hoảng hồn rồi, lo đụng sách dép chạy mẹ không kịp rồi, chạy mất mẹ đôi dép luôn. Cái đó là người khôn. Hỏi tại sao người ta cứ nói người ta khôn, mấy người khôn nó nhát, mấy người giàu nó nhát, tại vì nó khôn nó mới nhát, nó biết bảo vệ tài sản nó mới nhát. Còn đầu bò óc chó mẹ thứ ngu có một đống tiền mà nói hoài không nghe thì sao, giờ nó tịch thu mẹ tài sản hết rồi, cho mày chừa chưa, bớt ngu không, lúc đó là muộn quá rồi, hết mẹ ngu mà giờ chữa đâu có nổi nữa, tài sản đi sạch.
Đó, bây giờ thế giờ các bạn nhìn thì bây giờ bao nhiêu Việt Cộng, bao nhiêu cộng sản ở Mỹ này là mua nhà là biết bao nhiêu tàu, bao nhiêu bất động sản ở Mỹ. Bữa nào gây lộn với Mỹ, Mỹ nói về đóng băng tài sản tới tất cả những thằng cộng sản ở Mỹ hoặc là thân cái chính quyền cộng sản này. Các bạn suy nghĩ coi. Con cháu nó với Lăng Ba Đình cho nó rung rinh không? Rung rinh không? Cho nên khi mà Mỹ châu Âu mà căm giận mà những thằng tư bản của Nga, trời ơi mẹ con cháu nó rung rinh liền, mất hết tiền tụi nó lấy hết. Mà các bạn thấy tụi tụi Mỹ Âu khôn không? Khôn khủng khiếp không? Bây giờ các bạn nhìn nè, tại sao mà Mỹ châu Âu đánh tụi nó được mà tụi nó đánh lại không được? Tiền của đó, bây giờ hãng Apple nè, nó đi qua Trung Quốc nó mướn 5 triệu người Trung Quốc nè. Ok, đi làm nô lệ cho tao nè, lắp ráp cho tao nè, cho lương sống hàng ngày nè. Lợi nhuận tao tao thâu hết tao đem về Mỹ nè. Trong nhà băng của tao ở Mỹ này có 1.000 tỷ đô la nè, chị công ty tao trị giá 2.000 tỷ nè. Bây giờ tao thích tao mướn mày không thích á, ngày mai tao đóng cửa công ty của một 5 triệu thằng đi ăn mày. Tao có thể không mướn mày, tao đi qua tao mướn thằng khác. Thấy không? Bây giờ hãng Apple đang dời qua Ấn Độ, dời qua mấy nước khác. Trong khi thằng Trung Quốc bây giờ nó muốn kiếm chuyện với Mỹ, nó kiếm làm sao? Không lẽ nó nói tao đóng cái hãng Apple không làm cho Mỹ nữa, à đóng đi. 5 triệu thằng mày nuôi hết đi. Chết mẹ mày luôn. Mày càng chống Mỹ càng chống Tây phương là mày tự giết mày. Tại sao nó tự vì mày đi làm nô lệ cho mày là cu ly mà mày đòi quýnh ông chủ người ta có một bịch tiền thích người ta phát cho mày, mướn mày làm không thích tao đi lấy gì mà đánh người ta. Rồi bây giờ thằng Putin với thằng mẹ tổng thống cũ Nga nó bây giờ có thể là chơi cái trò mà tịch thu tài sản ngoại quốc, tịch thu đi có gì đâu, tịch thu tiền đi nó đi mẹ hết, nó có nằm ở nước mày đâu mày tịch thu, tiền của tụi bay nằm ngoại quốc người ta tịch thu được chứ tiền của tao đâu có nằm ở nước mày đâu mày tịch thu. Đó, tiền đâu có, ta chỉ có mấy cái hãng xưởng, ba cái máy móc nó nằm đó thôi, rồi lấy đi ba cái máy móc có lấy đi, không có kỹ thuật không có người điều hành nó thì đi đổ cống thì bán như chai. Các bạn thấy không, bây giờ bao nhiêu tập đoàn mà gia công cho Mỹ ở ở ở, ở cho Mỹ ở của Đài Loan nè, các bạn thấy không, Đài Loan nè, Hồng Kông nè, Đại Hàn nè, Singapore nè, bốn thằng đi vô Việt Nam đầu tư hàng vạn công ty trong đó, tiền của ai vậy, đâu phải tiền của Mỹ mua cái máy đâu. Các bạn hỏi thử coi, tiền của Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore không? Mấy thằng nó mua mẹ nó muốn mua máy móc dựng hãng lên, xong lắp ráp đưa cho Mỹ, bán bên Mỹ, Mỹ bán xong thâu lời 80% bỏ túi. Bởi thằng Nguyễn Xuân Phúc mẹ bị Mỹ nó nói xong nó đi qua nó mẹ lại lục ông Trump nó, trời ơi, em làm 10 đồng anh lấy hết 8 đồng còn chiều cho em có 2 đồng mà. Có cớ sao mà anh cứ buồn rầu dữ vậy? Tại vì em nói là em xuất khẩu qua nước Anh 50 tỷ nghe nó sang chứ 40 tỷ vô túi anh mẹ nó gò còn có 10 tỷ phát lương cho nhân công tụi em xóa đói giảm nghèo. Có thằng nào mà làm nhân công ở Việt Nam mà được giàu đâu? Đi làm lương tháng mấy triệu giàu, 10 triệu hả, nhiêu đó giàu, ăn không đủ sợ không đủ nó giàu gì, tư bản bao nhiêu mẹ tụi nó lấy đem về nước hết trơn, ở đó bốc cứt ăn ngồi thờ bác đặt mẹ ngu thứ. Người ta mẹ, người ta chủ người ta khôn mẹ, người ta tính trăm năm mẹ, người ta tính trước, đợi tụi mày vô đó mẹ tối ngày ơn bác ơn đảng rồi mẹ nó ngồi đó ơn Putin ơn tập có cức á, nó đưa cái cức mà ăn á, ngồi đó mà mẹ ơn mấy thằng đó. Mày cái giống dân ngu thì nó còn đỡ, còn thứ ngu mẹ ngu lâu dốt bền nói hoài cũng vậy, nói cho đã rồi cũng vậy thôi, không hiểu chuyện gì hết. Làm ơn giùm đi mẹ, đất nước nghèo đói chết đói lên chết đói xuống, người ta bỏ tiền vô người ta đầu tư, người ta mướn mình, có nghĩa là mình là cu ly, người ta là chủ, người ta khôn mình, ta làm gì người ta không nắm đầu mình chứ. Ngay cả bây giờ mấy con chip cũng vậy thôi, bây giờ Đài Loan là sản xuất chip 80% chip làm bên cung cấp cho thế giới, nhưng mà mấy ông chủ vẫn là Mỹ. Bây giờ Mỹ mà giờ ký giấy nó không cho Đài Loan bán chip, Đài Loan đâu bán được đâu, tại vì kỹ thuật luôn của Mỹ đưa cho Đài Loan để Đài Loan sản xuất gia công cho Mỹ. Thế bây giờ Mỹ nó không cho mày bán cho thằng Trung Quốc thì thằng Đài Loan đâu bán được cho Trung Quốc cái con nào, kỹ thuật người ta nắm, người ta là chủ mà. Các bạn thấy rõ ràng không, Samsung cũng vậy, mấy nước đó là bây giờ công nghệ mới nổi lên là nhờ sự đầu tư của Mỹ với Âu không à, chứ đâu phải thằng Đại Hàn mà nó giỏi giang gì mà Samsung mà nó phát triển lên và là mấy công ty nó phát triển được nếu mà không có kỹ nghệ công nghệ của Mỹ đưa cho, không có vốn Mỹ bỏ vô. Bây giờ công ty Samsung, Daewoo, Hyundai đồ của Mỹ của cho Đại Hàn á, các bạn nhìn thử coi ra thị trường chứng khoán bao nhiêu cổ phần của Mỹ trong đó, bao nhiêu cổ phần của Âu trong đó. Các bạn thấy không, ngay cả thằng Nga cũng vậy, mấy công ty lớn nhất của Nga cổ phần trong đó của ngoại quốc biết bao nhiêu, của hãng Shell nè, của hãng BP nè, của hãng Pháp nè. Mẹ đâu phải đâu, nó làm đéo có tiền, muốn khai thác cái mỏ dầu kia là phải kêu réo tư bản bỏ vô tỷ 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 đô để móc 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 đất lên
để mà kiếm dầu đi thăm dò, mới tư bản mới có tiền làm mấy cái chuyện lớn to đó chứ. Mẹ cái thằng mà tối ngày đi đào tài nguyên lên ăn không, là thứ ăn hại. Bởi các bạn không nhìn thấy à, dân Nga là cái dân mẹ là ăn hại, tối ngày ở nhà đợi ăn trợ cấp xã hội, đợi cho chính phủ bán dầu khí đốt về phát tiền cho từng gia đình, xong ngồi uống rượu vodka. Mẹ mới có trên 50 tuổi mà đi về gặp của Stalin với Mark Lenin mẹ trơn rồi, các bạn thấy không, đâu có sống lâu đâu, mà ăn xong nhậu chết sớm, làm gì đâu mày nặc ngồi đó. Xin lỗi các bạn nha. Có thể là các bạn không nghe rõ ha, xin lỗi. Cho nên là bị mất tiếng ha. Có thể là nó như vậy, xin lỗi các bạn nha. Có thể là mai mốt các phải coi lại cái vụ này đó. Thành ra khi mà cái cuộc chiến này mà nổ ra đó, tám không buồn mà tám còn mừng nữa. Tại sao? Là nếu nó để càng lâu á là cái năm của thằng Nga với thằng Trung Quốc nó càng mọc dài, phải bẻ răng nó ngay lúc này là tốt nhất, trước khi quá muộn, các bạn thấy không, phải bẻ răng nó liền. Bây giờ đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa gì cũng vậy, khi mà biểu quyết về tình hình Ukraine thì là 400 mấy chục nghị sĩ bỏ phiếu, là coi như là chỉ có 3 người chống, thì còn 400 mấy chục người là toàn thể Hạ viện Mỹ là bỏ phiếu là ủng hộ Ukraine. Tại sao? Là quyền lợi nước Mỹ là trên hết. Còn tranh cãi chính trị nha, hôm nay tranh cử là mình nói về cái chuyện tốt của mình, người kia nói chuyện tốt của người kia, dân thích ai bầu người đó, cái chuyện nội bộ của nước Mỹ. Nhưng mà khi mà đối diện kẻ thù, đó coi như là các bạn thấy rõ ràng, toàn bộ phải tập trung đánh kẻ thù, làm gì có cái chuyện mà ông nghị sĩ nào, bà dân biểu nào mà đi dám binh ngoại quốc, thằng nào con nào mà đi binh cho Putin, đội quần thiên hạ luôn. Tới nay dân Mỹ mẹ đi quyền lợi của người nước Mỹ mà đi khen Putin giỏi, Putin tài, ngu không? Ngu mà vừa thôi chứ. Mà hết chuyện đi khen người ta, trong khi người của mình thì mình chê, mình thế này thế kia, còn người ta kẻ thù mình, phá hoại nền an ninh trật tự cả thế giới đi khen người ta hả? Có thằng nào mà ngu vậy không? Các bạn nhìn đi. Mày phá hả? Phá sự đoàn kết của nước Mỹ hay phá sự đoàn kết của Mỹ với Âu hả? Hay sao? Chuyện tất cả các nước từ nhỏ tới lớn muốn mạnh là dân là phải đoàn kết, một cái làm sao mà lên hò núi cao cho nổi. Mà người ta phải người 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 càng đoàn kết là sức mạnh càng lên, làm gì có cái chuyện mà tự nhiên ở trong cái nước Mỹ này mà bây giờ người này nói xấu người kia, trẻ làm đôi đi quánh ai, hai thằng bay quánh nhau đủ chết rồi, nửa nước Mỹ này nửa nước Mỹ kia tranh luận với nhau chỉ trích nhau được, thù ghét nhau mà đánh với nhau là chết mẹ rồi, tự 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 chết tự sát luôn, các bạn thấy không? Điều đó mà không có cho phép xảy ra, bất cứ người nào cũng vậy thôi. Bất cứ một cái đất nước nào trên trái đất này cũng vậy hết trơn, không cho phép bất cứ một cái người nào mà gọi là gây mất đoàn kết ở trong một cái dân tộc được. Trời ơi, đoàn kết là sức mạnh mà, bất kỳ ở đâu cũng vậy thôi, quân đội người dân cũng vậy, không đoàn kết là chết ngay tại chỗ chứ. Ở đó mà nói chuyện tranh cử là tranh cử, nhưng mà mình không gây hại cho sự đoàn kết. Tranh cử bất cứ cái điều cũng vậy, chỉ trích người ta, ông thượng nghị sĩ, bà hạ sĩ, bà nào ông nào cũng vậy, tranh cử gì nói chỉ trích lẫn nhau. Nhưng mà sau khi tranh cử rồi là phải một lòng, phải đoàn kết để đất nước mới mạnh được chứ. Ăn no đi phá không mà làm sao được, giỏi qua phá mấy thằng đó đó, mấy thằng độc tài chuyên chế qua phá nó, không là phá tối ngày gây lộn chửi bới sùm lẫn nhau. Dạ dột vừa phải thôi, có cái điều căn bản nhất mà làm không được mà đòi đi đấu tranh dân chủ, đòi thế này thế kia, đòi làm cái gì, làm cái gì? Tụi nó mẹ độc tài mà chuyên chế mà tụi nó còn còn kêu dân đoàn kết với nhau, nó dốc nó láo để tụi nó đoàn kết nhau, nó làm sức mạnh, trong khi mình với dân chủ mà mình không đoàn kết tự rã đám nhau tầm bậy tầm bạ không. Thành ra bây giờ phim hay là coi như là có quá hay rồi đó. Ít ra nữa trước mắt đó là kinh tế của thằng Nga là sập đổ rồi. Rồi Mỹ với châu Âu mà dựa vào cái cớ này coi như là cấm vận muôn năm luôn, coi như là gọi là cắn xuống rồi là không nhả nữa. Đồng loạt cấm vận rồi đâu có nhả được các bạn. Bây giờ châu Âu á mà muốn nhả ra đó đâu có nhả dễ đâu, đã ký giấy cấm vận rồi á mà muốn nhả ra là phải mấy chục nước phải thông qua mới nhả ra được. Còn một nước phản đối còn không được. Bây giờ mà ký rồi là coi như là bút xa là gà chết là cứng ngắc. Bây giờ làm sao mà mấy thằng ngân hàng, là mấy thằng kinh tế Nga làm sao mà sống nổi?
đã nói rồi mà đã khi mà đã cấm vận tới cái đó rồi giống bom nguyên tử mà trút xuống đầu dân ngay nó sao mà hàng nào mà sống cho nổi chết chứ gì nữa. Mạnh hàng nào nó chạy tủ quần chạy ra nước ngoài tẩu tán tài sản mà rốt cuộc sao chạy tới đâu Mỹ Âu tịch thu tới đó, mà để trong nước Nga thì xài tiền không được mà đi ra ngoài bị nó tịch thu vậy sống thì sao, sao mà sống được, thấy không, ngụm của tỏi không bảy bả sức. Cho nên là cái đó là sai lầm chiến lược nặng nề nhất là do ông Putin nó háo thắng, nó tưởng là nó cái trò đó nó diễn ra vậy, được mấy lần rồi nó tưởng nó diễn ra được nữa, nó đâu có ngờ là cái chính quyền của ông Biden này liên kết chặt chẽ thế giới một cách gọi là quá chặt chẽ, quá chặt chẽ, coi như là anh đi tới đâu là em coi như là chặt chẽ nắm tay nhau rồi sánh bước cùng nhau liền tức thì, từ Úc tới Âu tới Á gì mà siết chặt nhau. Thằng Putin nó không ngờ một cái sự gọi là đoàn kết gọi là quá chặt chẽ quá mạnh mẽ như vậy, mà quá mạnh kiểu không có nổi đó, chuyến này là coi như là ngậm rồi chết rồi, đẩy mấy ngày xuống địa ngục, nước Nga sẽ đi xuống địa ngục, và thằng Tập Cận Bình cũng vậy thôi, nó thấy cái bài học này rồi là mai mốt các bạn coi nè, Mỹ với Nga mà Mỹ với lại châu Âu là coi như là làm thịt với Trung Quốc, bây giờ nói nó cái gì là nó phải nghe lời, không nghe là không được đâu, không nghe là nó đó nó thấy cái bài học của Nga đó, bây giờ chỉ cần mà Mỹ với ông mà cấm vận Trung Quốc cái một Trung Quốc lăn đụng mà chết luôn nguyên cái đất nước chết luôn. Mà tại vì bây giờ hãng xưởng Trung Quốc với Âu nó còn nằm bên Trung Quốc quá nhiều, cho nên nó từ từ nó giết Trung Quốc bằng cách là nó rút hãng ra, rút hãng ra, rút hãng ra, cho thằng Trung Quốc nó nhiễu máu, nhiễu máu, nhiễu máu, nó nhiễu riết từ từ nó chết luôn, chứ nó không có đùng cái nó chết ngang. Tại vì hãng xưởng bây giờ của Mỹ châu Âu nó còn nằm bên Trung Quốc hàng triệu hãng, hàng triệu hãng, nó phải từ từ nó kiếm cách nó rút vốn ra, nó rút tiền ra, xong rồi nó gõ đầu Trung Quốc cái bọt giống ngày đó, nó khôn chứ. Chính quyền Mỹ muốn trước khi muốn làm thịt thằng Trung Quốc thì nó phải kêu tất cả các hãng xưởng của Mỹ bắt đầu từ từ tính cái đường khác, mướn người ở chỗ khác qua Thái Lan, mướn đi qua những cái nước khác, mướn thiếu cha gì cái nước để nó mướn, thì nó mướn những người của nước đó rồi nó a lê hấp đánh đập Trung Quốc thôi, chuyện quá dễ mà. Trung Quốc các bạn thấy có bạn có bè trên thế giới đâu, thấy không, từ ốp lên Sài Gòn mà ngao 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 lóc cá chó vài bữa mẹ bị cấm vận cái một lăn tụ 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 chết lẹ, mà Trung Quốc nó chết lẹ hơn Nga nữa, Nga nó còn có năng lượng nó còn đốt sáng được đó. Trung Quốc mà cướp một cái một hả, động nguyên đất nước ta thui luôn, sàn dầu luôn. Các bạn nghĩ là 1 tỷ mấy dân mẹ than không có, hồi bữa giận dỗi mẹ không mua than của thằng Úc á, mẹ đất nước là tới thui luôn á, các bạn thấy chưa, các bạn thấy không, đâu đơn giản đâu, đừng có nói giỡn, Trung Quốc là chết lẹ hơn thằng Nga nữa, Nga là đau đớn không xong xài tiền được, còn thằng Trung Quốc ha mà ngắn một cái thôi vừa mất tiền mà vừa không dầu hỏa không khí đốt nữa. Nguyên một cái đất nước Trung Quốc nó tới thui luôn á, đâu cần dội bom nguyên tử gì để tới thui đâu, nhiêu đó là tới thui rồi. Thành ra các bạn thấy như vậy, các bạn cứ ủng hộ đi, các bạn cứ ủng hộ toàn thế giới này, ủng hộ Mỹ và châu Âu làm thịt chế độ độc tài chuyên chế trên trái đất này, nó sẽ sập đổ, các bạn sẽ coi nó sập như domino, còn có mấy thằng nhãi ranh này mà đập đầu nó không được thì quá tệ. Bây giờ đó các bạn thấy ông lòi đã yếu kém vô cùng tận luôn, toàn cái mỏ nói không à, quân sự thì yếu xìu không làm được nên cháo gì đâu, tầm bậy tầm bạ không à. Có bạn nói không đâu, hôm bữa thấy ổng từ bệnh viện tâm thần bước ra, ai ở bệnh viện tâm thần bước ra vậy bạn? Đúng rồi. Thì các bạn coi đi, rồi các bạn sẽ thấy. Không thể nào mà nước Mỹ châu Âu mà để cho Trung Quốc mà nó hùng mạnh lên đâu, các bạn yên tâm đi. Nó không có cái cơ hội đâu. Mà muốn tiêu diệt mấy thằng này là phải tiêu diệt từ sớm, chứ không để mà khi mà nó mạnh lên rồi, mà thật chật mà nó mạnh rồi là không sống được. Không sống được.
tiêu diệt chứ, đâu có để cho nó lôi nhôi kiểu này được. May là thằng Nga mới có mấy bữa thôi mà đã láo léo như vậy rồi, đừng nói gì. Các bạn thấy anh Trung Cộng không, hôm nay ở đó nó giàu thứ hai thế giới, nền kinh tế hùng mạnh thứ hai thế giới, có dám đánh nào chưa, có dám chưa? Đài Loan có chút xíu như cái móng tay nằm kế bên đó, có dám đi qua chưa, có dám đụng tới nước nào chưa? Quân đội làm sao mà có khả năng đi đánh trận ngoại quốc được mà mày đánh ai, không có chuyện ở đâu. Thành ra các bạn coi là phim hay là tiếp tục nó diễn ra để ngồi coi. Phim hay mà. Bây giờ Mỹ dụ Ukraine mà coi như Nga nó chui vô cái chỗ này rồi, nó thoát ra không được. Bây giờ nó thoát ra nó đem quân về là dân Nga mẹ đập đầu Putin. Nói là mày ngu tới cái độ mà đem quân qua nướng bên Ukraine. Bây giờ toàn đất nước á, vừa hao quân, vừa mất vũ khí, vừa bị cấm vận khắp thế giới, coi như thất bại toàn tập, thấy chưa? Mà bây giờ mà còn tức, còn lòng, còn lộ, mà còn nhào vô Ukraine nằm trong đó nó còn chết nữa. Mỹ với Âu đưa toàn là súng chống tăng, quả tiễn chống tăng này nọ các thứ đút vô Ukraine là còn chết dài dài, chết còn cuối trong đó luôn. Quân đội là banh xác luôn, tiền bạc thì mất, quân đội banh xác luôn. Mẹ không có tiền phát chơi lương cho mấy cái thằng mẹ đánh trận đó, mà ngồi nó ngồi nó đánh cho ngồi nó mơ đi, vài bữa các bạn coi là đã banh xác chịu nói. Vài bữa đi, mẹ không có tiền trả quân, mẹ không có tiền đưa cho quân là mày chết. Thôi cái livestream của Tám nó bị vấn đề, có thể là trục trặc. Thôi Tám chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên gia đình. Có gì khi nào rảnh Tám lên Tám gặp lại các bạn nha. Chắc là Tám chỉ mong các bạn là yên tâm, không có chiến tranh thế giới xảy ra và mọi việc đều đi theo cái ý muốn của Âu và Mỹ. Các bạn cứ bình yên, không có vấn đề gì đâu. Chỉ có nền kinh tế Trung Quốc với lại Nga là có thể bị sập đổ thôi. Mới đầu là Nga với Belarus trước, xong bây giờ domino mà lộn xộn á, mà kéo tới Trung Quốc nữa là càng càng mình càng vỗ tay nữa. Mình giá trời với đất làm sao mà Trung Quốc nó chui cái đầu nó vô đây cái một cho nó bị ăn bom, cho nó bom bom đầu luôn. Có nghĩa là nó dính vô là nó bị coi như là Mỹ Âu là cấm vận giống Belarus luôn, là xong, là Trung Quốc coi như là đói rách luôn đó. Giá trời với đất làm sao mà cho Trung Quốc chui cái đầu vô đi, liên kết với Nga, bình Nga đi cho đi đi húp cháo rùa luôn. Có gì tâm rảnh tâm lên cái gặp các bạn sau. Xin chào các bạn.